Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo ha. Thì trước tiên đến với giá thì Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật một số thông tin về thị trường thanh long để bà con nắm. Thì thưa bà con, hiện Trung Quốc đang là một trong những quốc gia tiêu thụ chính của thanh long Việt xuất khẩu khi có tỷ trọng chiếm đến 85,5% trong quý đầu năm nay, đạt kim ngạch là 197,55 triệu đô la Mỹ, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2021. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, quý đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thanh long các loại gồm tươi, đông lạnh, sấy khô, nước ép đạt xấp xỉ 231 triệu đô Mỹ, giảm 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Với một loạt quy định về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và thêm các lệnh 248-249 từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thì Trung Quốc đã là một thị trường khó tính. Dự báo sắp tới, Trung Quốc sẽ áp dụng kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho các loại trái cây. Điều này đặt ra cho các sản phẩm nông sản, trong đó có thanh long, những thách thức mới khi xuất khẩu vào thị trường này. Thì nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng sản phẩm thanh long xuất khẩu, Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia đang thực hiện triển khai mô hình thí điểm áp dụng truy xuất nguồn gốc hỗ trợ thương mại xuyên biên giới. Thì một số thông tin về thị trường này để cho bà con nắm ha bà con. Về mặt xuất khẩu thì hiện tại thì mình cũng đang còn gặp khá là nhiều khó khăn, cho nên là tình hình giá thanh long những ngày trước thì có tăng nhưng là tiếp tục đang trên đà giảm ha. Hay có như thế nào, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật như vậy. Hôm nay thì giá bình ổn so với hôm qua. Thanh long ruột đỏ ở miền Tây loại 1 từ 18 tới 20 ngàn, loại 2 từ 13 tới 15 ngàn, loại 3 từ 7 tới 10 ngàn, hàng giạt từ 4 đến 5 ngàn. Thanh long ruột trắng mua xô từ 12 tới 15 ngàn. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 16.000, 15.000 và 14.000, bò sàng là 14.000, 13.000 và 12.000, hàng giạt là từ 4 đến 5.000 đồng. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận loại 1 từ 14 tới 16.000 đồng, loại 2 từ 9 tới 11.000, loại 3 từ 4 đến 6.000, hàng giạt là từ 3 đến 4.000 nha bà con nha. Bà con nắm giá ngày hôm nay để mua bán cho thuận lợi nhất. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin kính chào.